Tòa án tối cao Australia cho phép công khai những bức thư trao đổi giữa nữ hoàng Anh Elizabeth và một cựu toàn quyền Australia, qua đó giúp làm sáng tỏ bí ẩn thông tin liên quan tới vụ một thủ tướng thời hiện đại bị hoàng gia cách chức vào năm 1975. Quyết định của Tòa án tối cao Australia đã đảo ngược phán quyết trước đó của Tòa án Liên bang cho rằng hơn 200 bức thư giữa nữ hoàng Anh và cựu toàn quyền Australia, khi đó là John Kerr, là bí mật cá nhân và có thể không bao giờ được công khai. Sử gia Jenny Hocking, tác giả cuốn hồi ký về cố thủ tướng Gough Whitlam, đã kháng cáo lên tòa án tối cao khi cho rằng việc coi hoạt động liên lạc giữa các quan chức chủ chốt trong chính phủ Australia thuộc về bí mật cá nhân là vô lý. Việc thủ tướng Gough Whitlam bị toàn quyền John Kerr bãi nhiệm vào năm 1975 đã gây ra nhiều biến động về chính trị xã hội vào thời điểm bấy giờ, khi cho thấy mức độ can thiệp chưa từng có tiền lệ trong khối thịnh vượng chung.